Xác định công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội thời gian qua. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Long đã thực hiện nhiều cách làm hay sáng tạo giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Không đất sản xuất, không vốn làm ăn, hôn nhân đổ vỡ, bà Trần Kim Oanh ở ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, một mình vừa làm mẹ, vừa phải làm cha để nuôi hai người con, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Long hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, bà Oanh có vốn mua nguyên liệu, dụng cụ làm bánh để bán hàng ngày và lo cho hai người con ăn học nên người. Nhờ chí thú làm ăn, năm 2018, gia đình bà Oanh được công nhận thoát nghèo và bà Oanh vẫn duy trì việc làm bánh để bán, kiếm thêm thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Muốn sau này là cô kiếm thêm một nguồn vốn nữa để cô mua cái máy đánh bộ. Cô làm cho nó phát triển hơn, cho nó đỡ cực hơn mà cái cô đánh tay vậy. Những tháng gần đây, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống của nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Long đã thành lập câu lạc bộ đồng hành cùng phụ nữ khó khăn. Theo đó, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ vận động trong nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân và cán bộ hội viên phụ nữ khá giàu. Mỗi người sẽ đóng góp ít nhất là 3.000 đồng một năm vào nguồn quỹ. Từ nguồn quỹ góp được, hàng năm, câu lạc bộ sẽ cho một tổ chức cơ sở hội mượn vốn theo hình thức xoay vòng, với mục đích là xây dựng nhà máy ấm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hoặc hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ đầu tư các mô hình sản xuất để tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Hoàn cảnh của tôi khó khăn, được hội phụ nữ là cho mượn một số vốn để mà cải tạo lại căm gông má, để cải thiện cuộc sống gia đình và nuôi cho con đi học. Tôi cũng mà hứa là sẽ sử dụng đồng vốn này đúng mục đích là ban đầu như mình đã mượn, rồi đến thời hạn tôi sẽ trả đồng vốn này đúng thời hạn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thanh thì sẽ thường xuyên là kiểm tra sự sử dụng vốn vay của chị em, và bên cạnh đó thì cũng như là định hướng cũng như là chị em để phát triển kinh tế gia đình, cũng như là nhân rộng ra cái mô hình phát triển của các chị để các chị tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tăng gia lao động sản xuất, gắn với áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Phước Long còn hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, trao tặng cây con giống ban đầu để các chị em có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Với phương châm trao cần câu chứ không trao con cá, các cấp hội hướng dẫn cách thức làm ăn để phát huy hiệu quả nguồn vốn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Không để phong trào bị gián đoạn, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng tiếp tục phát động trong chị em mà thành lập cái câu lạc bộ đồng hành cùng phụ nữ khó khăn. Thì cái câu lạc bộ này thì với phương châm hoạt động là chúng tôi vận động trong hội viên phụ nữ khá giàu để mà giúp đỡ cho chị em hội viên phụ nữ khó khăn. Có thể nói từ những cách làm hay linh động trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương đơn vị đã giúp đỡ cho nhiều chị em vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.